Xin chào các bạn, hôm nay là ngày buổi sáng nhưng mà trời hôm qua mưa rất là nhiều nên hôm nay là những cây lan của mình nó độ ẩm rất là cao. Thì chúng ta trong mùa mưa thì chúng ta rất là sợ cây bị bệnh đúng không ạ? Thì hôm nay Mai Quy xin giới thiệu đây là phân bón dạng canxi mà dạng nước rất là đặc biệt các bạn. Đây là phân bón Amino Wheelan Canxi của hãng Mỹ, là cụ thể là hãng Romo. Thì cái dạng phân bón này nó là một dạng canxi nước các bạn, nó có khác biệt gì cái canxi bột. Canxi bột thì chúng ta biết là nó là hóa chất, nó là dạng canxi, nhưng đây là dạng canxi mà dạng nước. Nó có đặc biệt là nó có amino acid. Cái amino này nó mới quan trọng, tức là nó nằm trong dạng nước. Nếu chúng ta mà sử dụng T-sọt 4 rồi thì chúng ta thấy là kích rễ và dạng nước, trong đó nó có những cái hạt màu trắng, đó là những cái bí quyết của nó các bạn. Nó rất là hay cái chỗ là nó làm cho tưới cây rất là im dịu. Thì chúng ta mà sử dụng những cái dạng nước mà của hãng Romo Hoa Kỳ này, mà những cái dạng mà đang bán là mình nói luôn liệt kê tên ra nha. T-sọt 4, canxi, FE, Zimta, Woodlet, vân vân, một số hãng, một số hiệu, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm về sử dụng, tại vì nó sử dụng rất là im các bạn. Nó là dạng nước, tất cả nó đều có amino acid trong đó hết. Đó, các bạn thấy là nó này nó có canxi và có amino acid. Thì cái dạng này dạng nước thì chúng ta sử dụng chúng ta phải nhớ lắc đều khi sử dụng các bạn nha. Thì chúng ta tưới cái này á, thì nó ghi ở ngoài nó là chống thối cháy, nước cháy, nhưng đó là về đăng ký bên nhãn quyền của nhà nước, chứ thực sự chúng ta biết công dụng canxi thì cái thằng này có hết. Tất cả những cái gì công dụng của canxi thì thằng này có hết, như là cứng cáp cây nè, làm cho cây tiêu thụ đạm nè, làm cho cây tạo cái vỏ chắc chắn kháng bệnh nè. Rồi cây chống gục đổ trong mùa mưa nè. Thì hồi nãy mình nói cái phần mà tiêu thụ đạm các bạn biết là rất là quan trọng, tại vì trong mùa mưa này là lượng đạm trên nước mưa nó rất là cao, cây chúng ta sẽ quặt quẹo và rất là dễ thối nhũ. Những cái dạng mà lá xanh xanh như vậy là nguy hiểm lắm nè các bạn, nó mềm lắm các bạn, nó mo, nó mềm, nhất là cây hồ điệp nữa. Thì chúng ta phải làm sao cho nó cứng cáp và làm sao cho nó tiêu thụ cái lượng đạm của cây chúng ta, là tức là cây chúng ta không bị dư đạm. Không bị dư đạm thì không bị béo phì thì không có bị gục ngã do bệnh. Thì cái canxi này nó hay cái chỗ đó. Thì cái chất trung lượng canxi này thì chúng ta thấy rằng là nó rất là tuyệt vời. Thì canxi chúng ta có dạng bột tưới cũng được, nhưng mà các bạn nhớ dạng bột khi các bạn tưới mà quá liều là rất là nguy hiểm. Nhưng chúng ta tưới dạng canxi dạng nước này, chúng ta tưới có quá liều cũng không sao, tất nhiên đừng có pha quá dữ thôi, quá nhiều như cả hết này mà vô có lít nước là chắc chết thôi. Nhưng chúng ta tưới có quá chút xíu cũng sao, tại vì đó là dạng nước rất là dễ tiêu hóa các bạn. Các bạn tưới những cái dạng này nó rất là im và rất là thoải mái cho cây, cây nó hấp thu rất là dễ chịu, chứ nó không phải khó tiêu giống như thằng dạng bột các bạn ha. Thì dạng canxi này thì có chai 100ml, chai 1 lít và chai 3.8 lít, để cho chúng ta có nhu cầu sử dụng cho vườn lớn thì chúng ta có thể xài những chai to. Thì Mai Quy muốn nhấn mạnh là những cái phân bón này nè, nó không phải là dạng mới, nó có ở Việt Nam 5-10 năm nay rồi, nó đã định hình trong thời gian nhiều qua rất là lâu dài rồi, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng của nó. Đó là những cái gì quý nhất, coi là chúng ta giờ sợ phân giả hay sợ bất cứ gì đó, nhưng mà chúng ta sử dụng những cái phân bón này là yên tâm hoàn toàn, vì nó đã có thời ở Việt Nam quá lâu rồi các bạn, và nó đã định hình về cái chất lượng rồi, và đúng là của hãng Romo ở Việt Nam đóng gói luôn, đóng nguyên gì luôn cho chúng ta sử dụng. Thì chúng ta có thể sử dụng canxi này để cũng rất là tuyệt vời trong mùa mưa này các bạn ha. Chúc các bạn có vườn lan khỏe mạnh trong mùa mưa này. Như mùa mưa này thì mình cũng rất là sợ cây nó sẽ dễ bị thối nhũ, chúng ta phải bồi bổ cho cây lan nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúng ta có nhu cầu mua hàng thì cũng gọi điện đến công ty mình, hay là vào trang web kho nông nghiệp.com hay là siêu thị Hoa Lai.com để đặt hàng canxi này. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Xin chào các bạn.